Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con đực xin nha các bạn. Hai con đực này thì chủ báo giá là 33 triệu. Và một bộ mẹ con nha các bạn. Bộ mẹ con chủ báo giá là 46 triệu nha các bạn, không hơn lượng nha. Đứng trước mặt bạn là con đực xin nha các bạn. Chân kiền khú hết nha các bạn. Giò cẳng lớn nè. Móng sò nghiêm chỉnh. Bò này thì tầm 1m07 bò nè các bạn. Bò này tầm 1m03-04 bò nha. Con này thì mầm bò nè các bạn. Giò cẳng đòn dốc có nè. Kịch cộm nha các bạn. Con xin này là kịch cộm nha. Cặp này thì 33 triệu nha các bạn. Xin kịch cộm rồi thấy không. Còn con này thì cao tầm 1m07 nha các bạn. 1m07 bò. Đỏ mặt luôn. Yếm hùng bọng luôn. Con này là đẹp nha các bạn. Đòn dốc có nè. Các bạn nào mà có nhu cầu mua được xin thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ nha các bạn. Mình để số điện thoại chủ trên video nha các bạn. Bạn thấy bò con nào cũng có đòn dốc tàn có nha các bạn. Xin đỏ nè. Ba mươi ba triệu nha các bạn. Đây con này rất mầm bò nha các bạn. Đòn dốc có, giò cẳng lớn, kịch cộm nha các bạn. Kịch cộm. Bạn không? Yếm đồ cũng dày nha các bạn. Xương sóc đồ lớn. Các bạn nào mà có nhu cầu nuôi được vàng á, thì cứ liên hệ với anh chủ nha các bạn. Chút nữa mình sẽ để số điện thoại anh chủ trên video nha các bạn. Đây. Hai con luôn trước mặt bạn luôn nè. Cũng đồng bò nha các bạn. Còn đây là bộ mẹ con nè các bạn. Con mẹ cao tầm 1m36-37 bò nè các bạn. Đòn dốc gu bật đồ nha các bạn. Móng sò nghiêm chỉnh nè. Dắt nhé xin cái nha các bạn. Bò mẹ sấy tít đồ nghiêm chỉnh nè. Lai lường luôn, bốn vú đồ đều nha các bạn. Đây, chân móng hoàn thiện nè. Yếm đồ cũng có nè các bạn. Bò rất là to con nha. Dắt nghe cái nè, nghe cái cũng vậy nha các bạn. Sấy tít đồ nghiêm chỉnh nha. Lai lường luôn, yếm dày. 46 triệu, cặp mẹ con này là 46 triệu là không hơn lượng nha các bạn. Bò con tầm 1 tháng 20 ngày nè các bạn không? Rất là mát sữa. Mẹ tầm khoảng 5 năm lứa nha các bạn. Gu bật rồi các bạn thấy không? Hùng bọng đồ, mẹ hùng bọng gu bật rồi. Sấy tít rồi nghiêm chỉnh. Lai lường luôn nha các bạn. Móng sò nè, dàn chân nè các bạn thấy không? Rất là cứng bò nha. Đuôi dài quất đất luôn nha các bạn, cày đuôi lớn. Con các bạn thấy không? Chân kiền khú luôn. Sấy tích cũng nghiêm chỉnh luôn. Bây giờ mình bắt đầu quay lại bộ mẹ con này một lần nữa nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại chủ trên video nha các bạn. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.